Xin kính chào quý anh chị và các bạn. Đây là quả cầu phong thủy đá Cancedon. Sản phẩm có đường kính 10,5cm, khối lượng 1,7kg. Quả cầu được làm từ đá Cancedon tự nhiên có những đường vân tự nhiên rất đẹp, sở hữu một nguồn năng lượng dương rất lớn. Hình tròn cũng được cho là tượng trưng cho tâm hạch và nguyên khí của trời. Do đó, vật phẩm phong thủy này thường được mọi người lựa chọn để đặt trong phòng khách, thư phòng hoặc phòng làm việc với ý nghĩa giúp chủ nhân có được sự may mắn, tài lộc, phát triển trên đường công danh, sự nghiệp. Để biết thêm thông tin về giá sản phẩm, quý anh chị vui lòng truy cập link về website Ngọc Thạch Thảo bên dưới phần mô tả.